COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy số doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính để duy trì và phục hồi sản xuất sẽ không ngừng tăng. Với tình hình hiện nay thì gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, trong đó có chính sách cho doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất được nhận định là phao cứu sinh cho cả doanh nghiệp và người lao động. Là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý vốn cho vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết sẽ coi việc triển khai chính sách này là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới, ngay sau khi Thủ tướng ký ban hành quyết định 23 về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Theo tinh thần Nghị quyết 68, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tổ chức ngay hội nghị triển khai trực tuyến để thực hiện trong cả nước. Theo quy định tại quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách Xã hội cho người sử dụng lao động vay là 7.500 tỷ đồng trong tổng số 26.000 tỷ đồng. Nguồn vốn này được lấy từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Với Nghị quyết 68, thủ tục hành chính, thời gian thực hiện việc cho vay trả lương người lao động đã được cắt giảm tối đa. Thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ là 4 ngày, thời gian tái cấp vốn là 3 ngày. Hồ sơ chỉ còn một loại để doanh nghiệp dễ tiếp cận. Tổ chức công đoàn chúng tôi rất là mừng, bởi vì trong cái nghị quyết đó thì rất nhiều ý kiến kiến nghị từ phía Tổng Liên đoàn đã được Chính phủ ghi nhận và ban hành. Và rõ ràng là khi nghị quyết ban hành ra thì những đối tượng thụ hưởng nhiều hơn. Chính vì thế mà mặc dù là mới chỉ chưa được một tuần ban hành nghị quyết, nhưng mà dư luận xã hội cũng như là các thành phần lao động, nhiều đối tượng lao động khác nhau đã có những cái phản ứng tương đối là tích cực. Bởi vì là nghị quyết lần này mở rộng đối tượng và nới lỏng cái thủ tục và điều kiện để thụ hưởng hơn. Về khoản vay vốn trả lương phục hồi sản xuất với doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất để phòng dịch theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022, khi quay trở lại sản xuất kinh doanh được vay vốn với lãi suất 0%, không phải thực hiện đảm bảo tiền vay để trả lương cho người lao động, mức vay bằng mức lương tối thiểu vùng. Chính sách này giúp doanh nghiệp có thêm vốn trả lương cho lao động, dành thêm nguồn lực phục hồi sản xuất. Với cái đối tượng của Nghị quyết 68 thì mở rộng hơn, đó là ngoài cái cho vay để trả lương ngừng việc thì cho vay để trả lương để phục hồi sản xuất thì cái đối tượng là mở rộng hơn, và cái mức cho vay theo cái Nghị quyết 68 là 100% mức lương tối thiểu vùng của Đà Nẵng mình là 3.920.000, cho vay là tối đa là 3 tháng và thời gian cho vay là 12 tháng với lãi suất 0%. Thì theo cái quy định của Nghị quyết 68 thì cái nhu cầu trong thời gian tới cũng sẽ tăng lên so với trước đây. Tại Đà Nẵng, qua các đợt dịch bùng phát COVID-19, hơn 6.000 doanh nghiệp du lịch tại thành phố phải đóng cửa, dừng hoạt động. Với bối cảnh khó khăn hiện tại, các doanh nghiệp nhận định Nghị quyết 68 năm 2021 của Chính phủ rất tiến bộ, phù hợp với thực tế. Đặc biệt, những nới lỏng của nghị quyết trong việc tiếp cận chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp tin chắc rằng sẽ có nhiều cơ hội hơn để doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi. Các doanh nghiệp khi mà người lao động buộc phải cách ly y tế theo quy định thì doanh nghiệp có thể là trả được một phần lương trong 14 ngày đầu tiên thực hiện cách ly. Nhưng từ ngày 15 trở lên thì có những doanh nghiệp không thể chịu nổi cái chi phí đó, cho nên buộc phải thương lượng là nghỉ không lương. Vậy thì cái nghị quyết 68 này ra đời nó sẽ tháo gỡ cái chỗ đấy, tức là người lao động nếu mà nghỉ việc từ 15 ngày trở lên thì có thể sẽ được hỗ trợ. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là Chính phủ đã rất là quan tâm đến người lao động và cũng là chia sẻ những cái khó khăn cho người lao động và chia sẻ khó khăn với những doanh nghiệp trong cái thời điểm như thế này. Hiện tất cả các điều kiện vay vốn, đối tượng vay vốn và quy trình thủ tục, các mẫu biểu đã có. Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ căn cứ vào các quy định để thực hiện với tinh thần triển khai chính sách cho vay nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện, phục vụ tại nhà, giải ngân tại xã phường. Và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.